Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel xe điện ADB. Mình là anh Đào Bay. Hôm nay mình sẽ review thực tế mẫu xe máy điện Plow của hãng Aima sản xuất. Mẫu Plow đang được bán chạy nhất trong năm 2017 với thiết kế các đường nét của Plow được lấy cảm hứng từ những sự mềm mại thực tế các bạn đang quan sát mẫu Plow. Các đường nét đi khá là cong và uyển chuyển. Mẫu xe Plow này dành cho phái nữ. Mình đã quay phần trước mẫu Plow. Về thông số kỹ thuật, Plow Aima được trang bị động cơ lên tới 1000W và chạy 5 bình ắc quy 60V 22. Quãng đường di chuyển một lần sạc là 60 km, vận tốc đạt được là 55 km/h. Mình sẽ đi sát vào chi tiết. Về phần trước, Plow Aima được thiết kế một hình cầu quả đèn lồi, nhìn rất là bắt mắt, và hệ thống xi nhan trái phải được làm tinh tế, giúp cho xe có cái nhìn khá là đẹp. Ngay về phần yên, Plow Aima cũng được làm rộng và mềm mại, các nét uốn cong bo tròn theo phần nhựa, tạo lên một hình khối uyển chuyển và độc đáo. Này, động cơ Plow Aima. Plow Aima được trang bị lốp có đường kính là 190/10, dùng loại lốp không xăm, giúp các bạn đi an toàn. Về phần thắng, Plow Aima được trang bị hệ thống phanh sau, cơ phanh trước và phanh đĩa, giúp các bạn di chuyển an toàn hơn và tạo thêm điểm nhấn cho xe. Đây là mặt đồng hồ đằng trước hiển thị các thông số như vận tốc, năng lượng pin và quãng đường di chuyển và tốc độ. 1, 2, 3 đang để ở chế độ chạy. Mình sẽ thử vê ga cho các bạn xem đạt được tốc độ bao nhiêu. Đợi xe nào vận hành. Động cơ chạy khá là êm. Plow Aima được trang bị hệ thống ổ khóa, một khóa cơ và khóa cảm biến cảm ứng, và thêm một bộ sơ cua cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Bên mình luôn cập nhật những mẫu xe máy điện đang thịnh hành nhất trên thị trường Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh của mình nhé.